nửa tháng nữa thôi, một tháng nữa thôi, kênh Invest của chúng ta sẽ là lớn nhất Việt Nam. Sau những lời hứa hẹn là băng rôn, biểu ngữ, tổ chức những hội nghị hoành tráng, những bữa tiệc linh đình đã cuốn hút người phụ nữ này nhanh chóng bỏ tiền để tham gia. Đầu tư 30.000 chẳng hạn, một năm anh không làm gì, anh cũng được hưởng đến tận 2,6 tỷ tiền lãi, cộng với tiền gốc thu về là 3,3 tỷ. Ngoài hứa hẹn lãi lớn, dự án còn đưa ra chế độ hoa hồng hấp dẫn, khó cưỡng. Cứ giới thiệu được những người F1 được hưởng ngay 20% hoa hồng và F2 là 10%. Ví dụ giới thiệu được một người tham gia gói 30.000 đô la Mỹ thì mỗi tháng sẽ được hưởng 6.000 đô la Mỹ hoa hồng, tương đương khoảng 140 triệu đồng. Sau khi tôi đầu tư thì cũng có mời một số anh em bạn bè tham gia vào cái mô hình kinh doanh này với số tiền là 30.000 đô tương đương với là 720 triệu. Hứa hẹn thì hay, nhưng không ít người cho biết khi bỏ tiền vào dự án, sau nhiều tháng vẫn không nhận được tiền lãi và tiền hoa hồng như đã cam kết. Thay vào đó, số tiền thật đầu tư lại được dự án chuyển thành cái gọi là tiền điện tử, có tên là CXC. Theo đó, mỗi đồng CXC lại được một nhóm người tự quy ước ra đồng đô la Mỹ với khoảng cách rất lớn, từ 0,1 đô la Mỹ đến 9 đô la Mỹ. Đồng CXC đang từ 0,1 đô. Đến lúc mà nhà đầu tư nhận lãi thì lại chuyển lên đến 3 đô, 4 đô. Và khi mà nhận lãi như thế có nghĩa là cái tiền lãi nhận về rất là ít. Theo các luật sư, thì cái gọi là tiền điện tử CXC không có giá trị pháp lý, không được công nhận tại Việt Nam. Các nhóm người tự lập ra đồng CXC này nhằm mục đích tạo ra thị trường mua bán để thu hút người chơi mới. Các luật sư cũng cho rằng không loại trừ khả năng cũng chính nhóm người này đã tự làm cho đồng CXC lên xuống để thay đổi giá trị của các khoản tiền huy động được từ những người tham gia. Tôi thấy đây là một cái mô hình nó có rất nhiều những cái dấu hiệu của hoạt động đa cấp biến tướng. Chỉ có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới có quyền phát hành đồng tiền. Cái việc phát hành ra cái đồng tiền ảo CXC này nó đã không phù hợp với các quy định pháp luật rồi. Nếu như mà kết hợp với những cái hành vi khác từ việc gọi là chuyển cái đồng tiền của nhà đầu tư sang thành đồng CXC thì ở đây chúng ta cũng thấy có một cái biểu hiện nữa, đấy là cái việc gọi là huy động vốn một cái trái phép. Họ đang kết hợp cả giữa cái kinh doanh đa cấp và trên môi trường Internet, trên môi trường không gian mạng, kinh doanh chỉ số, Forex, họ chuyển hóa thành những đồng tiền CXC đều là những sản phẩm mà bị cấm kinh doanh trong cái nghị định về quản lý kinh doanh đa cấp tại nghị định 40/2018, điểm B khoản 2, điều 4. Bộ Công an cảnh báo hiện Việt Nam chưa công nhận đồng tiền điện tử hay tiền mã hóa nào. Nhà đầu tư tham gia mô hình này chỉ là giao dịch ảo trên môi trường Internet. Những tiền điện tử mà họ tự quy ước chỉ có thể trao đổi trong nội bộ, chứ không có giá trị bên ngoài hệ thống. Ngoài ra, theo các chuyên gia, với mô hình hoạt động kể trên, khi số tiền của người tham gia sau không đủ trả lãi cho người tham gia trước, thì mô hình sẽ sụp đổ. Lúc này, việc đòi lại tiền sẽ vô cùng khó khăn, gần như là không thể lấy lại được.